Nice. Yeah. Let's talk something. Bây giờ thì mình đang đi Central Park với Shin. Và bây giờ là mình đang đi bộ, nhưng thực ra là mình đang rất là buồn ngủ luôn và đang không make up. Nhưng mà Shin bắt mình đi nên là mình đi thôi. Hôm nay trời rất là nắng luôn đấy mọi người. Hôm trước là Shin bảo Mina là trời rất là lạnh, kiểu so cold. Nhưng mà ngày hôm nay rất là kiểu nắng, nóng luôn ấy. Thời tiết thì rất là đẹp luôn. Hello, emotion. I can't shake the simplest feeling beyond the gold. We stand on the opposite shore. Hello, Berries,
Thì hiện tại thì Mina đang ở Hàn Quốc và đang ở nhà của bạn Mina. Mọi người thấy không? Kiểu nhà rất là xinh luôn ấy. Và trong chuyến đi này thì đối với Mina, Mina cảm thấy nó giống như là một chuyến, cũng không phải là đi du lịch nữa. Nó là một chuyến đi thăm bạn và kiểu người thân của mình ấy. Tại vì Shin là một người bạn thân nhất của Mina từ cái thời mà tụi mình còn học đại học với nhau ở Việt Nam này. Xong rồi còn qua Úc, nó có nguyên một cái lịch sử, history ở đấy. Thế nên khi mà Hàn Quốc mở cửa đi du lịch các kiểu thì Mina đã kiểu đi luôn và mua vé đi sang đây ngay lập tức và qua nhà nó ở này mọi người. Đây là phòng ngủ này, ở đây là giống như là kiểu phòng ăn uống ấy. Tại vì bạn của Mina là học về design ấy, thế nên là có những thứ nó rất là art mà đôi lúc ở nhà Mina thiếu những cái đấy nha. Trong này thì nhà tắm cũng rất là xinh. Ở bên này là cái phòng kiểu đi ra vào để mà thay giày thay dép ấy. Chắc là Mina sẽ không đi thêm vào những nơi khác đâu, tại vì dù sao thì cũng là nhà bạn mình đúng không, mình cũng nên để một chút riêng tư cho nó. Thế nên là Mina rất là vui vì có thể dẫn mọi người trong chuyến đi này của mình. Mina biết là chuyến đi này thì Mina sẽ không có đi quá là nhiều đâu, nhưng mà Mina sẽ dẫn mọi người đi những nơi mà dân địa phương người ta hay tới khi mà tới Hàn Quốc. Thế nên là những quán cà phê này, những quán ăn và những địa điểm chụp hình thì chắc chắn nếu như mọi người có đi du lịch sắp tới thì hãy xem video này nhé. Và nãy giờ ấy, ở dưới nhà của bạn mình có một con mèo, nó hay kêu. Cái giọng nó nghe rất là kiểu buồn cười ấy. Không biết là khi mà quay video này thì mọi người có nghe không, nhưng mà nếu mà mọi người có nghe thấy tiếng kêu của nó thì hãy để cái emoji này, icon này ở dưới phần comment nhé, để mình biết. You've never tried this one, right? Pretend that I cooked this one. Oh. Why? It's just this angle, it's look more yummy, you know? Like people see this from this side. Mọi người ơi, bây giờ thì Mina sẽ ăn món nakopse. Nakopse. Món này là món làm với bạch tuộc và tôm nữa. It's my choice. Your choice? Sorry for take it from you. I don't know what you said, he bought. Và đây là rượu mà Shin vừa lấy ra và làm từ quả chestnut và từ cả rice là gạo nữa. Nó không hiểu mình nói gì đâu. Good, right? Ngon phết. Good morning mọi người, hôm nay là một ngày mới. Và lý do mọi người thấy là mình đang mặc cái áo này là bởi vì hôm nay quá là lạnh. Thế nên là tối qua mình đã chọn một cái áo mà nó kiểu mềm mịn này và ấm nhất để mặc. Và đấy, ở trong thì vẫn mặc một cái áo 2 dây và ở dưới là một quần short để đi ngủ. Tối qua, oh my god, kiểu không biết tại sao mà nó lạnh dã man. Nên là Mina kiểu đang cố gắng chống chọi về cái lạnh này. Nên là mọi người nếu như mà có qua Hàn Quốc vào tháng 11 thì nhớ là hãy mang thật là nhiều áo ấm và mấy cái mà heat tech nhá. Mọi người có thể mua ở Uniqlo ấy để có thể giữ ấm vào trong người. Bây giờ Mina sẽ đi đánh răng và rửa mặt và dẫn mọi người theo. Ok, bye. Ông bye bye gì? Đi đánh răng rửa mặt với Mina nhé. Đi. Và Mina vừa mới đánh răng xong rồi. Bây giờ thì Mina sẽ rửa mặt thật là nhanh rồi sửa soạn để đi chơi nữa mọi người ạ. Tại vì ngày hôm qua lúc mà đi chơi về, Mina cảm giác giống như là buồn ngủ quá. Thế là mình chưa có tẩy trang kỹ nên chắc là vẫn còn sót make up. Và có một câu chuyện rất là buồn cười mà Mina muốn kể là ngày hôm trước Mina quên mang theo sữa rửa mặt trong lúc mà Mina bắt đồ. Thế là Mina đã ra Olive Young để mua cái em Senka này. Và đây là cái em mà Mina có mang theo này. Nhưng mà đương nhiên là nếu mà chỉ có nước tẩy trang mà không có sữa rửa mặt thì làm gì được đây. Thế là Mina đã chạy ra ngay ở Olive Young để mua. Thực sự thì nếu như mọi người đôi lúc mà cảm thấy là vali của mình pack mà nó đang thiếu cân quá ấy, không mang theo đồ skincare cũng được, tại vì sang bên Hàn ấy nó cũng không quá là mắc đâu. Cái hôm mà Mina gửi hành lý ấy, Mina đã phải nộp phạt 900.000 cho cái việc là quá cân, không quá 2 cân
Bây giờ thì Mina sẽ dùng em xem ca All Clear Milky Water này. Em này có tên tiếng Việt là nước sữa tẩy trang mọi người ạ. Ở dưới này là một cái lớp micellar water là nước tẩy trang, còn ở trên này là sữa tẩy trang. Thế nên là mỗi khi mà Mina sử dụng ấy, thì Mina luôn luôn lắc nó lên trước, rồi sau đấy thì mình sẽ dùng bông để tẩy trang. Mina đang có mi nối, thế nên là Mina luôn luôn giữ vệ sinh cho cái phần mắt của mình rất là kỹ. Có một điều Mina cảm thấy rất là yên tâm khi mà mang em Senka này theo để sử dụng ấy mọi người, là nó không có cồn này, nó không có hương liệu, không có màu luôn. Thế nên là đặc biệt là những cái dịp mà da của mình đang thay đổi theo thời tiết, rồi thay đổi theo nguồn nước ấy, thì tụi mình nên chọn những cái nước tẩy trang mà nó an toàn cho mình như vậy, kiểu giống như nó lành tính ấy. Những ai mà nối mi mình đang nghĩ là sẽ rất là biết cái tình trạng này. Khi mà mọi người đổ cái kết cấu sản phẩm ra ấy, thì nó sẽ là một cái màu trắng đục, cảm giác rất là dễ chịu khi mà buổi sáng mọi người vẫn còn đang ngáy ngủ ấy. Nó vẫn rất là mát, thoa lên ấy nó rất là nhẹ, và sờ lên bây giờ ấy, nó cũng không có cảm giác giống như là bít xít gì đâu. Cảm giác nó rất là ẩm mịn, rất là dễ chịu. Thì đây là chiến tích của ngày hôm qua nhé mọi người. Trong em này mọi người cũng có thành phần chính được chiết xuất từ đậu nành Nhật Bản này, và cả tơ tằm trắng và hyaluronic acid nữa. Thế nên là mỗi khi mà Mina đang tẩy trang và sau khi tẩy trang xong thì mình cảm thấy là da mặt của mình được dưỡng ẩm tức thì. Mỗi khi mà tẩy trang xong nhá, mọi người hoàn toàn có thể chưa cần phải rửa mặt lại ngay luôn cũng được nữa. Và mọi người yên tâm nhá, tại vì Mina đã trải nghiệm và cũng đã đọc qua cái cách sử dụng rồi, và đó là một điểm mà Mina rất là thích với em sản phẩm này đó. Tiếp theo thì Mina sẽ sử dụng em sữa rửa mặt này của Senka luôn, có tên gọi là Perfect Whip Acne Care. Em này thì Mina đã mua ở Olive Young, nhưng mà tới ngày thứ hai thì Mina mới nhớ ra là Mina quên mang theo sữa rửa mặt. Thế là Mina đã phải chạy ra ngoài đấy đi mua. Mỗi khi mà Mina đi du lịch thì Mina rất là sợ da của Mina nó sẽ tự nhiên nó nổi mụn này. Thế nên là ngay từ những ngày đầu tiên là Mina đã phải mua em sữa rửa mặt này luôn. Ngoài cái việc là làm sạch da mặt ra thì công dụng chính của em ấy là hạn chế những cái tác nhân gây mụn và khiến da mặt của chúng mình khô thoáng này, và từ đấy thì sẽ giúp đẩy lùi cái việc mà lên mụn trong vòng 4 tuần liền. Và ngoài ra thì em này thì còn được chiết xuất từ hoa cúc kháng viêm, thì Mina cũng sẽ rất cảm thấy yên tâm tại vì nó rất là lành tính. Em này có một thành phần là salicylic acid, là BHA đó mọi người. Thế nên là mỗi khi mà Mina rửa mặt xong ấy, thì Mina luôn luôn để ý là Mina, cái da mặt của Mina nó tươi sáng hơn, bởi vì là trong cái lúc mà Mina rửa mặt thì em này đã tẩy tế bào da chết nhẹ cho mình, giúp mình sản sinh và kích thích những cái tế bào mới. Made me wanna try and undo everything that hurt you bad and made you sad. Sorry I was bitter. Lately I've been thinking about you. Vậy là Mina đã đánh răng rửa mặt xong hết rồi. Chắc là lát nữa Mina sẽ dùng cái em Hanalabo này để Mina dùng nốt cái này đi. Xong rồi ra ngoài thì Mina sẽ trang điểm nhẹ, rồi sau đấy tụi mình sẽ cùng đi chơi với nhau nhé. Hôm nay thì sẽ có rất là nhiều nơi mà Mina muốn dẫn mọi người đi. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. Mọi người ơi, đây là bánh chimo nè. Malenka. Bánh này rất là Malenka, giống tiếng Nga nha. Sounds like Russian. Chimo, 2 ly cà phê và một cái bánh. Okay, final look. Okay. You should. Yay. Okay. Xin chào đại gia đình Paris của Mina. Và ngày hôm nay thì Mina đang ở Hàn Quốc và đang ở Seoul. Đây là bạn của mình, Shin nè mọi người. Và hôm nay thì Mina cũng vừa mới đến Seoul luôn. Mọi người muốn biết là Mina sẽ ăn gì ở đây thì đừng quên là hãy xem tới hết cái video này nhá. Nếu như mọi người xem xong video này mà muốn Mina làm về một cái chủ đề nào ấy khác ấy, thì hãy comment xuống dưới nhá. Okay. And reloading the app. Yeah, put your card. Mm-hmm. Oh no. You have 7,000 previous. Mọi người ơi, và cái thẻ T-Money của Mina từ
năm 2017 Vina đi tới Seoul ấy là đã có số tiền này rồi mọi người, là 7.350 won. Và nãy giờ Vina cứ bỏ Shin là không biết là trong cái thẻ này có tiền không, thế nên là chắc không có nạp tiền vào nữa. Tụi mình đang ở trong Chonggye River là sông có tên là Chonggye. Và bây giờ thì tụi mình sẽ tới Wangchang Market. Thì đây là một cái chợ bán rất là nhiều đồ ăn của Hàn Quốc. Thịt bò sống này, octopus, nhưng mà nó sống. Nếu như mà những ai muốn thử đồ ăn Hàn Quốc mà theo kiểu local ấy thì có thể tới Wangchang Market để thử. Bởi vì Mina có xem qua một cái show mà Shin có nói đến. Nói chung là nhìn rất là ngon luôn. Và lúc trước ấy thì cái chợ này người ta cũng không đi nhiều, nhưng mà kể từ khi có cái show truyền hình này, thế là có rất là nhiều bạn trẻ người ta tới đấy người ta ăn. Và nghe đồ là đồ ăn cũng rất là ngon luôn. Thế nên là chúng mình hãy đến nhé. Ok, tụi mình đã đến rồi mọi người. Và cái đường vào ấy đúng không, là nó đi vào như thế này. Đây là bánh cá. Đây là cái chỗ mà người ta đứng đợi để ăn bánh cá đấy mọi người. You wanna try that? Thì tụi mình mới gọi ra một canh bánh cá và sẽ gọi thêm một cái bát sủi cảo để ăn. Cái canh mà mình đã ăn ấy nó có cái mùi của rong biển rất là nhiều, rất là ngon. Cá cảo mình đang ăn ấy rất là ngon luôn, thực sự cảm giác như là nó béo nhưng mà nó lại không quá béo. Còn đây là bánh cá đấy mọi người. Vừa mới ăn xong ở quán đầu tiên rồi, và quán đấy tụi mình ăn hết 10.000 won với hai món và một coca. Hai món mình đang ăn nhá, ăn khá là no. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ đi ăn quán này. Quán này á, thì người ta có pancake và raw beef là thịt bò sống. Bây giờ thì Mina đang ngồi ở một quán số 2, và quán này thì có bán nhiều món hơn. Và đây là makgeolli. Makgeolli, cái này là vị original, là mình sẽ lắc lên. Đây là lần đầu tiên mà Mina ăn con octopus sống luôn đấy mọi người. Mina ăn miếng đầu tiên và chấm với cái này là dầu mè, thì ăn thực sự rất là ngon luôn. Nó không hề có mùi kiểu mùi của hải sản đâu, mà nó có cái mùi kiểu rất là tươi, giòn, không bị dai. Khi mà mình ăn ấy, mình không có cảm giác cái mùi mà mùi đặc trưng của thịt bò mọi người. Cái này nó không có ướp quá nhiều nguyên liệu đâu. Nó sẽ ăn chung với cái này. Cái này là gì? Cái này ăn chung ấy là cái quả lê. Và ăn vào ấy cảm giác như nó vừa ngọt nhá, không quá là chua. Mà thịt bò ăn vào rất là thơm. Chỗ mà mình đang vừa mới ăn xong này mọi người. Thật ra thì lúc mà ăn xong thì mới biết là cái quán này nó ở trên show Netflix, và trong một cái show đồ ăn đường phố với món là pancake and soul. Thế nên là nãy khi mà vào quán này mình đã ăn pancake. You look a bit drunk. I am.
Yeah, you look drunk. Tụi mình mới ăn xong ở Banjang Market rồi. Bây giờ thì Mina và Shin sẽ đi tiếp về Itaewon Class. Shin nói là ở Itaewon Class là có tất cả mọi thứ. What class? What class? Đây mọi người ơi, Mina quên. Cái đường nó tên là Itaewon nha. Còn Itaewon Class nó là K-drama. Là phim, kiểu xem phim nhiều quá nên là quên ý. Thì ở đây nhá, tụi mình có thể ăn này, uống này, mua quần áo, xem quần áo. Mình đang đi trên taxi. But 50 seconds, you have to choose people. I'll take this. Tụi mình sẽ đi ăn mì Marathon. Mì Marathon. Right. Yeah. Mina vẫn chưa ăn món mì này nhưng mà Mina biết là nó sẽ ngon tại vì Shin bảo nó ngon. Bây giờ là đã là giờ tối rồi. Nên là tụi mình sẽ đi ăn tối. Và đây là con đường tên là Chikumi. Chikumi Street. Relax. There's a cinema. Ngay cái lúc mà đi ăn ở chợ Wangjang Market đấy mọi người, có một điều mà Mina rất là để ý là có mấy quán mà Mina đi ăn ấy, kiểu Mina phải cố gắng ăn thật là nhanh ấy, kiểu để cho mấy cô mà cô bán cô nhìn cô ấy không kiểu thái độ, tại vì là nếu mà ăn chậm là còn quay video nữa ấy, thì mấy cô ấy sẽ kiểu thắc mắc là không biết là bé này từ nước nào mà sao ăn chậm thế, đã ăn chậm lại còn quay nữa. Thế là mình với bạn mình kiểu ngồi ăn vẫn nói chuyện với nhau nhưng mà kiểu giả bộ ăn kiểu ăn nhanh thế, ăn theo kiểu là giống như là kiểu ăn kiểu ngon quá thế này kia, xong rồi mấy cô mới cho quay. Thì đấy là cái trải nghiệm của Mina, nên là chắc nếu lần sau mà Mina có đi chắc là Mina sẽ mang một cái máy kiểu DJI nhỏ xíu thay thôi để mấy cô ấy không biết là mình đang quay, tại vì thực ra thì vẫn quay được nhưng mà có điều là nếu như mà không quay thì các cô ấy sẽ bớt nhìn hơn. Thế rồi sau đấy thì Mina có đi ăn cái quán mà có mực sống, octopus sống và bò sống ấy, thì đó là đầu tiên Mina ăn bò sống như thế luôn, đặc biệt là octopus thì Mina thấy là thực sự rất là ngon. Và cái tiệm đấy nó cũng nằm ở trong Wangjang Market luôn, nhưng mà nó là một cái tiệm được ngồi ở bên trong, thế nên là nó rất là rộng và nó rất là thoáng. Lúc mà ngồi ăn ấy thì trời cũng đã sập tối rồi mọi người, thế nên là khi mà ăn mấy cái món đấy xong rồi uống thêm rượu đấy thì rất là thích luôn. No more. Cái này. Cái bát này của Shin là Shin ăn độ cay số 2 nha mọi người. Và đây là món của Mina đã ra nha. Đây là độ cay mức độ 1 nha mọi người. Ban đầu là Mina gọi zero nhưng mà sau đấy là Mina thấy ăn không cay thì nó không ngon, thế nên là mình đã gọi thế này đây. I can't film all of it.
왜 자꾸 들었다 놨다 해 헷갈리게 친절은 사양할게 오해하게 하지 말아요 날 Yeah One thing come on Caught me at first sight I know that I could be the one to change your life Worse off or better Pardon me, where are my manners? It's a pleasure to meet you Can't help it in my eyes